Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Trong video này, Phạm Thức Auto xin phép được quay. Vấn đề ngày hôm nay là trong video này chính là chiếc SUV Yamaha SW90. Theo yêu cầu của khách hàng, em độ cho nó thêm một cái nguồn để chuyển từ điện 100V ra 220V luôn. Có nghĩa là con SUV này đang là điện phiên bản 100V. Sau khi em độ thêm cho nó một cái nguồn nữa đây, thì cái nguồn này có tính năng là chuyển từ 220V sang 100V để nuôi cái con SUV này. Con SUV này đang có công suất của nó là 65W. Thì đây, bên em đang có cái cục đổi nguồn này với công suất là 100W, điện từ 200V ra 100V. Và đây, quá trình thi công hộ khách hàng đây. Đây là thi công hộ nhé anh em nhé, không lấy đồng công nào cả. Còn SUV này là của SUV 205 chứ quên. SUV Yamaha này 205, tiện thể đây cho em xin phép quay ruột gan của cái dòng 205 này luôn. Củ bát nó được sản xuất tại Indonesia và củ bát nó đây. Đấy, rất gấu. Bát 20 thôi nhưng củ rất to. Đó, thùng bên trong, thùng quách bên trong. Còn đây là vỉ phân tần của máy đây. Anh em nhìn này, đây là vị phân tần của máy. Nó chạy hẳn 4 con suất SK luôn nhá. Máy nhỏ mà dùng hẳn 4 con này. Đấy, đấy vị bên trong của nó đấy. Nguồn của nó đây. Đó. Quả súp 205 này thì bên em đang xuất ra, nếu như màu vàng thì có giá là 4 triệu. Màu đen xuất ra có giá là 3 triệu rưỡi. Hàng vẫn còn, anh em cần thì có thể liên hệ qua địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại 0972192087. Thank you anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.